Trong kinh Nikaya á, có đoạn kẻ ngu ở gần bậc trí cả đời cũng không hiểu được pháp, giống như cái muỗng không hiểu được vị cà ri. Vậy tại sao Thế Tôn lại khuyên ta thân cận các bậc trí vậy thưa sư? Tại vì Đức Thế Tôn còn nói thêm một cái bài kệ như thế này: kẻ ngu biết là ngu, nhờ vậy thành người trí. Kẻ ngu tưởng mình trí, ấy gọi là trí ngu. Tức là mình biết là mình ngu, chính nhờ cái sự biết đó mình trở thành người có trí. Nhờ như vậy, khi mà mình gần gũi người trí thì nó sẽ giống như lưỡi nếm vị canh. Tức là việc đầu tiên ấy, mình phải biết mình ngu cái trước rồi đã. Nhờ mình biết mình ngu cho nên mình mới có khả năng mình gần gũi bậc trí. Còn khi mà mình nghĩ là mình là người trí rồi đó, là tự nhiên mình gần gũi bậc trí thì nó trở thành là kẻ ngu. Đơn giản như vậy.